Rồi, thì trên màn hình các bạn hãy thực hiện theo mình nha. Thì hiện tại ở trên màn hình Samsung á là nó sẽ có hai chế độ màn hình. Thứ nhất là màn hình chờ, là màn hình phía ngoài đây, thường nó sẽ có biểu tượng Google. Và màn hình thứ hai là các bạn vuốt lên, đây là màn hình chính. Màn hình chính này thì các bạn tải game gì vậy á thì hầu như là sẽ nó nằm ở trong cái màn hình chính này, nó sẽ nằm đầy đủ trong cái màn hình chính này luôn nha các anh chị. Thì anh chị nào mà muốn kéo ra ngoài thì bạn nắm và lôi ra cái biểu tượng này ra bên ngoài. Rồi các bạn vuốt lên đó, thì vào cái màn hình chính ha, các bạn vuốt xuống. Đó thì các bạn sẽ ra ngoài cái màn hình chờ. Cái màn hình phía ngoài đây là sẽ là màn hình chờ nha. Đây. Thì cái màn hình chờ các bạn muốn cài thì đặt như mình có cái ô biểu tượng thời tiết, cái địa điểm hiện tại, rồi có cái ô biểu tượng thời tiết có Hà Nội nè của Việt Nam, rồi của một cái thành phố khác như Tokyo, rồi Thượng Hải vân vân, London. Thì bạn phải thực hiện như thế nào thì bây giờ các anh chị sẽ nhấn giữ vào cái màn hình chờ này nha. Các anh chị lưu ý là nhấn vào màn hình chờ. Thì mà khi nhấn vào màn hình chờ á, nếu mà các anh chị đang ở chế độ mà khóa màn hình chờ á thì mình sẽ không có cài đặt được thêm hoặc là mình chỉnh sửa được. Cho nên các anh chị bấm vào phần cài đặt nè, xem mình có khóa bố cục màn hình chờ không. Ở đây ví dụ em thử xem cho các anh chị xem nè. Nếu như mà mình khóa bố cục màn hình chờ á thì vào đây mình muốn xóa cái bộ sưu tập cái gì đây hoặc là mình chỉnh sửa thì nó sẽ khó hơn. Ở đây nè, các anh chị muốn kéo nó đi á thì nó báo là màn hình đã bị khóa rồi, nó không cho các anh chị chỉnh sửa nha. Ở đây mình lưu ý nếu mà các anh chị mà bấm vào á và để mà thấy á là nó đang ở chế độ khóa thì các anh chị phải lưu ý là mình sẽ bỏ cái chọn khóa này thì mình mới chỉnh sửa được. Thì trên màn hình chờ này các anh chị có thể chỉnh sửa màn hình chờ như iPhone cũng được ha. Thì những cái video clip khác mà mình chỉnh sửa chỉ cho các anh chị chỉnh sửa cái màn hình giống như iPhone mà không có cái chế độ hai màn hình chờ là màn hình chính, chỉ có một cái màn hình duy nhất thôi cho nó thuận tiện ha. Thì bây giờ quay lại cái việc mà cài đặt cái biểu tượng ô thời tiết giống như lúc nãy ha. Thì các anh chị nhấn giữ rồi các anh chị nhấn vào widget. Thì ở đây nó có nhiều mục lựa chọn. Thì đầu tiên á các anh chị nhấn vào mục đồng hồ. Ở đây thì các anh chị nhấn vào cái biểu tượng hai cái đồng hồ nè. Ở đây là ví dụ là nó báo là Seoul, là London, hoặc là các anh chị để là Hà Nội cũng được vân vân. Nhưng mà bình thường á, mặc định của nó là giờ ở Việt Nam, ở Hà Nội, và một cái nữa là đồng hồ của Thái Lan, Bangkok, Thái Lan đi, rồi hoặc là Tokyo. Thì đây thì các anh chị nhấn vào thêm. Thì mặc định á là nó sẽ hỏi các anh chị là chọn thêm cái múi giờ thứ hai, cái đồng hồ thứ hai, thì các anh chị có thể kéo ở đây nhấp vào ngay điểm này nè, Hồng Kông. Hoặc là anh chị không muốn chọn, các anh chị muốn chọn giờ Tokyo thì cái này á, nó thuận tiện cho các anh chị mà muốn biết giờ một địa điểm khác, một thành phố khác trên thế giới á, hoặc là một khi các anh chị muốn biết là cái giờ, nhất là thời điểm mà các anh chị xem đá banh World Cup rồi đó, các anh chị muốn xem giờ ở một cái nơi khác trên thế giới để mình xem biết là nơi đó là mấy giờ thì các anh chị có thể chọn. Thì đây thì các anh chị chọn vào ngay chỗ Tokyo ha, rồi bấm thêm, rồi các anh chị bấm luôn đó. Thì nó đã nhảy qua màn hình chờ. Thì nó có thể là nhảy thêm một cái màn hình
tạo thêm một cái trang màn hình chờ tiếp theo thì nó không có nhảy lên màn hình chính này được. Thì các anh chị có thể nắm mình lâu qua đây, mình lâu qua cái màn hình chờ chính mấy bên đây, màn chờ mà mình bật lên là mình thấy liền á. Thì với cái biểu tượng này nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy cái biểu tượng thời tiết ngay cái nơi hiện tại của mình, nơi định vị á. Rồi các anh chị cũng bấm vào rồi widget, cái này thời tiết thì các anh chị chọn đến ô thời tiết. Ở đây nó cho mình nhiều lựa chọn nè, đây kiểu màu đen, này có màu, rồi này nó có nhiều thông tin hơn như thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, còn này thì nó ngắn gọn hơn thôi. Rồi tên thành phố, còn này là nó chia là làm hai hai bên, thì các anh chị thích kiểu nào thì anh chị để kiểu đó ha. Thì đây anh chị chọn vô này rồi nhận thêm. Rồi ở đây hiện tại là nó hỏi mình là định vị ở hiện tại đúng không, là Mỹ Bình nè, chị nhấn vào thì có thể là nó sẽ load lâu hơn. Rồi các anh chị lưu ý nó phải đợi cho nó chạy á, còn này là nó hiện tại là nó không không có chạy cập nhật thì nó hiện lên nhanh hơn, còn nếu mà anh chị mới mở á, thì nó chạy lâu hơn nha. Thì video em hướng dẫn chi tiết cho nên hướng dẫn từ từ để các anh chị thực hiện cho nên nó lâu hơn, chứ không có hướng dẫn nhanh để các anh chị không thực hiện được ha. Thì anh chị xem kỹ để thực hiện được ha. Rồi nó cũng nhảy qua một cái trang khác, nó không nằm ở đây, thì các anh chị nắm lâu qua đây. Các anh chị muốn bố trí như thế nào, phía trên đây cũng được, phía dưới đây cũng được. Rồi mình muốn kéo thu nhỏ lại, nhưng mà cái đối với những cái mẫu mặc định này nãy cho các anh chị thấy 2x2 á là nó sẽ không có cho mình thu nhỏ ha. Thì mình cũng lưu ý có những cái chỉnh được và có những cái không chỉnh được ha. Thì ở đây á các anh chị muốn cái biểu tượng màu xanh này nè nó mờ hơn thì các anh chị có thể nhấn vào đây vào cài đặt. Này nó có thể cho mình chỉnh nè, độ tối phù hợp thì các anh chị có thể xem mà chỉnh ha, rồi có thể thay đổi cái vị trí cũng được. Còn trên đây cũng vậy, các anh chị muốn điều chỉnh cũng được ha, rồi nhấn vào và nhấn mình nhấn đè vào đây rồi nhấn vào cài đặt. Đây mình nhấn vào đây. Đó, các anh chị thấy nó mờ hơn đúng không? Rồi nhấn luôn. Đây, thì nó sẽ mờ hơn. Thì biểu tượng này nó cũng có lâu rồi. Rồi nhưng mà các anh chị sử dụng lâu nhưng mà có thể các anh chị không để ý, không có biết được. Thì video này em làm thì mục đích chia sẻ để giúp các anh chị biết thêm về những cái biểu tượng thời tiết để các anh chị đem ra màn hình nhìn nó đẹp hơn ha. Rồi mình nắm được nhiều thông tin hơn. Rồi chúc các anh chị thực hiện thành công ha. Các anh chị nào xem video này thì hãy nhấn để lại một like, một đăng ký kênh nha.